và bướm, một câu chuyện về tính chăm chỉ và tập trung từ Chun Chin. Một buổi sáng nọ, trời rất xanh và mây rất trắng, gió thật mát và hoa thì thật là thơm. Trên đồng cỏ có một chú ong vàng đang bay mải miết từ khóm hoa này sang bụi hoa khác, hút mật hoa bỏ vào túi để dành mang về nhà. La 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 la. Ơ, ai hát đấy? À, thì ra là một nàng bướm trắng đang bay lượn ở gần đây. Bạn bướm có vẻ đang không bận rộn gì, chỉ đang rong chơi mà thôi. Bướm thấy ong thì cất tiếng gọi. À, chào buổi sáng bạn ong nha. Hello, chào bạn bướm. Trông bạn vui phơi phới thế. Ừ, trời đẹp lắm tớ, yêu đời quá đi mất. Bạn ong ơi, đi chơi với tớ đi. Bọn mình có thể đi xem các bạn thỏ nhảy dây này, hoặc chơi trốn tìm với hội sóc, hoặc là làm trọng tài cho nhóm ốc sên đang chạy thi ở đằng kia kìa. Ong vàng cười bối rối đáp lời. Thích thế nhở? Công nhận là hôm nay thời tiết siêu đẹp. Nhưng mà tớ đang trên đường đi hút mật. Mẹ tớ đã giao nhiệm vụ của ngày hôm nay là gom đầy một túi mật. Tớ cũng đã lấy được một nửa túi rồi đấy. Chắc là tớ sẽ làm cho xong việc rồi mới đi chơi. Bướm nghe vậy bèn cố nài nỉ bạn. Ôi, được nửa túi mật cũng là nhiều lắm rồi mà. Để mai hãy đi lấy tiếp nhé. Còn hôm nay á, mà mình không đi chơi thì phí của rời lắm. Bạn xem kìa, chim chóc muông thú khắp đồng cỏ đang vui như chảy hội cái kìa. Đi với tớ đi, việc để sau làm cũng được. Ông lưỡng lự ngắm nhìn một vòng xung quanh. Đúng là một ngày tuyệt vời để rong chơi đấy. Hay là... Rồi ông lại nhìn vào túi mật mới đầy một nửa của mình và nhớ lại lời mẹ dặn. Khi con tập trung làm tốt việc của mình thì việc sẽ sớm hoàn thành và con sẽ thấy rất thoải mái, tha hồ vui chơi. Còn nếu mình cứ vừa làm vừa chơi, mải mê la cà thì công việc sẽ dở dang mãi không xong được mà mình đi chơi cũng chẳng thấy vui đâu. Ông cảm thấy mình đã quyết tâm rồi, bèn nói với bướm. Thôi bạn bướm ạ, mẹ tớ đã dặn rồi, công việc chưa xong thì không nên long nhong lòng vòng. Tớ sẽ hoàn thành thật tốt việc mẹ giao đã, rồi sau đó hẹn bạn đi chơi chung nhé. Chào bạn nhé. Ok. Vậy là ông tạm biệt bướm trắng và tiếp tục công việc của mình. Miệt mài, chăm chỉ và kiên nhẫn. Ông hoàn toàn tập trung, ghé thăm từng bông hoa, hút từng giọt mật. Chẳng mấy chốc mà túi mật đã đầy nặng trĩu trên lưng. Ông bay ngay về nhà khoe mẹ. Mẹ ơi, con đã lấy đầy túi mật rồi đây. Con muốn đi chơi cùng bạn bướm lắm đấy. Nhưng mà con đã tập trung làm việc trước. Con mải mê tìm mật đến nỗi quên bén cả việc đi chơi luôn mẹ ạ. Mẹ nhận túi mật và xoa đầu khen ong. Bé ong của mẹ ngoan lắm. Con đã làm rất là tốt. Nhìn xem, những giọt mật này thơm ngon quá. Để mẹ mang vào nhà nhé. Còn bây giờ, trời đang đẹp thế kia, thì con hãy đi chơi thật thỏa thích cùng các bạn đi. Rồi khi con về nhà, mẹ sẽ làm bánh mật ong cho con ăn nhé. Yeah! Hoan hô mẹ, con xin phép mẹ con đi chơi đây. Thế là chú ong vàng nhỏ chút túi mật nặng trên lưng xuống và bay ao đến nhập bọn cùng bướm trắng, vui chơi thỏa thích trong ngày nắng tươi đẹp, vừa bay vừa ca hát líu lo. Ngày tươi xanh, việc đã hoàn thành nên là tôi vui hát ca yêu đời. Bạn tôi ơi, hãy cứ vui chơi khi đã xong việc mà thôi. Yeah! Mình chơi cầu trượt đi. Ơ, bạn bướm kìa. Đi chơi đi bướm ơi. Hehehehe